mấy anh chơi thể thao đây đi kéo hộ. Mấy anh đây đi kéo kêu mấy chị kêu quay phim vậy thôi. Còn có gái kéo được à? Vũng Tàu vào buổi sáng. Sông rất là mạnh. Yeah. Đánh bắt lăng chài. Trời ơi. Đây là cá gì mày? Cái này chắc gì à? Cái gì ta? Không biết cái gì nữa. Quán đây coi nè, quán đây đang gỡ xuống nè. Mà sao cá nhỏ quá ta? Này người ta đang kéo cái xe kéo lên nữa nè. Ở đây cứ mỗi sáng là người ta đi đánh bắt cá về. Chiều có một chiếc nữa. Đấy là biết sao, bây giờ buổi sáng là người ta lo đậu đẩy thuyền vô, chứ không là thủy triều rút ấy. Rồi. Sống nhau ta cột hả? Đây tắm mới đã nè, uống nước no. Mấy anh chơi thể thao đây đi kéo hộ. Mấy anh đây đi kéo kêu mấy chị kêu quay phim vậy thôi. Còn có gái kéo được à?
sóng buổi sáng mạnh đó ha. Kêu đại ca kia đang vô đây, nói chiếc thuyền vô rồi nè. Bác bằng máy nổ ấy hả? Vô được tao đấy chứ mấy đâu vô được nữa đâu. Cắt xe đẩy lên mờ chứ. Chó nhỏ thì sao đủ ăn cả. Rảy cá xuống á. Wow, sóng mạnh quá. Rồi ông nội không? Ôi dạ. Trời ơi. Rồi. Rất đẹp. Sóng đánh mạnh đó. Thôi, quay tới đây thôi.